Hạnh xin chào bà cô chú chị bạn. Nè, đại ấp Nga Năm, xã Ngọc Thành, thuộc huyện Nhung Kiền, tỉnh Kiên Giang. Là nhà của em Sơn tiếp tục làm nhà cho em. Hôm qua mấy anh em của Hạnh đã dựng lên cái ngôi nhà rồi mình lợp tôn với giường dắt. Rồi hôm nay ngăn phòng, rồi giường dắt, rồi làm những phần còn lại gắn cửa sổ rồi. Mình mời ông bà cô chú chị bạn cùng Hạnh vào trong tiếp tục làm nhà cho em Sơn. Đây, hôm qua cái máy kết trước chưa lợp, hôm nay lợp xong rồi nè. Rồi, chạm biển. Cái này phòng mình sẽ sơn lên màu xanh. Giờ anh Phúc sẽ gắn cắt cửa sổ đang gắn lên. Rồi, chạm Phúc. Cửa sổ mà anh Phúc anh cắt ra xong nè, anh sẽ nạp cái ve này vô nè. Phía ngoài đây. Rồi mình sẽ mới gắn khung cửa sổ lên, đừng cho nước nó tràn vô. Phòng khách thì Hạnh làm 3 bộ cửa sổ. Đây là phòng ngủ thì một cửa sổ Hạnh mở ra phía sau. Làm sẵn rồi, quay lại mới cắt vô. Rồi. Đây là không gian phòng ngủ. Thì làm khung hết trơn, hồi mình sẽ dừng ton. Phòng này thì Hạnh sẽ mở cửa ra phía sau này nè. Cửa sổ. Cái này cô chú là sao với nhà em? Mẹ nó nè, em dạy nằm bệnh viện nghe con như cô rồi cách cương mà cũng chết luôn nha. Mẹ của ai? Của em Sưng hay em Biển? Mẹ em Sưng á. Mẹ em chết đó thầy. Dạ. Còn này chú là sao? Cha. Ờ, cha của ha. Là giờ, mẹ vợ với ba vợ của em Biển. Mừng cho con lại thăm ha. Ở đây là khu vực nhà nấu ăn thì Hạnh cũng mở cửa sổ ở đây. Mấy cô, mấy chú, con không biết chừng nào nó được ở với nhà được cái gì đó cô ơi. Dạ. Yeah. Biển mới nó hết bệnh năm nay, cái năm rồi cũng như nó giật chết như hai đứa con nó vậy đó. Là giật gì đó, giật chết queo vậy đó. Giật rồi tỉnh lại hả? Tỉnh, rồi bây giờ bác sĩ dùng viện và người ta kêu mình với hai đứa nhỏ này phải chở đi Cần Thơ đó, chứ để sao mình sợ nó bị giết được cơ gì. Bị phong ha, phong giật ha. Vậy là giống cha rồi. Dạ, hồi đó giờ giống cha nó mà hôi ấy nên là. Dạ. Giờ cái mau mình đâu mà mình có bốn đứa. Anh thì đang ở trên nóc nhà, đang mình dùng cái phía mặt dựng trước đó, đừng cho mưa tạt vô, rồi mình ốp thêm một cái miếng ốp bắn sói vô trong đó nữa. Chia mỗi người làm một phần á, còn nhiệt thì hàng sắt xuống mấy chân cột hết luôn bắt bắp. Để giờ nhiệt ở ngoài sao không thấy. Cái đó mình già cho nó bằng mặt luôn á, nó mấy sơn mấy đẹp. Nó bóng vậy luôn nè, cái chảo lần đó đó. Khuya cạnh này nè, có chét khuya cạnh này luôn nè. Hồi em chét phía đây nè. Mặt trước bây giờ thì em chắc bột xong, giờ Hạnh sẽ sơn lên. Sơn màu xanh. Một hồi nó sẽ biến thành một màu xanh. Mô Phật. Hôm nay Hạnh với mấy anh em bắt đầu làm xong cái mặt trước rồi nè.
Trước thì sơn màu xanh rồi nè, cửa sổ thì cũng gắn rồi, còn gắn cho khóa sò nữa. Ở trong thì cũng ngăn phòng ra rồi dừng phía sau rồi. Thấy là hình thành lên ngôi nhà rồi đấy ha. Đây cửa sổ thì hình là bằng nhôm bằng kính gắn nhiều cửa sổ cho nó thoáng á. Đây cửa lùa nó rất là nhẹ luôn, dễ dàng. Này anh cũng gắn cái khung rồi, mình sẽ ốp cái tấm, mình ốp cái tấm nano vô nữa. Còn đây là phòng ngủ, dừng dắt hết rồi, còn gắn cái cửa phòng nữa. Đây là khu vực nhà nấu ăn. Thành cũng mở ở đây cửa sổ bằng nhôm nè, cho nó mát. Chỗ này là chỗ cây nước ở đây, chán ở đây rộng rãi cho gia đình em xài nước. Với mấy bé lên đây nè, xài ở đây không có xuống sông, xuống sông thì nguy hiểm á, bé nhỏ nhỏ không à. Hôm nay bánh em Thành ra là tới công đoạn này, giờ cũng tới giờ trưa rồi, bánh em về nhà nghỉ ngơi ăn cơm á, rồi chiều sẽ là tiếp tục làm nhà cho vợ chồng của em Sương với em Biển. Giờ Thành cũng xin phép bà cô chú chị bạn Thành về, hẹn gặp lại sau, xin chào. Xin chào bà cô chú chị bạn, giờ tiếp tục bánh em Thành sẽ làm nhà cho em Sương với em Biển. Thì hôm nay thì cũng có niềm vui đã đến với gia đình. Hôm trước nhà của em Sương thì Thành nhận số tiền chỉ làm được một phòng với nhà nấu ăn. Hôm nay được cô Kim Dung ở Canada, cô hỗ trợ thêm 30 triệu là làm thêm một cái phòng ngủ với thêm nhà vệ sinh cho các bé. Giờ Thành thay mặt gia đình của em Sương rất là cảm ơn cô. Thành xin chúc gia đình cô Kim Dung ở Canada có thật nhiều sức khỏe. Giờ Thành cũng mời ông bà cô chú cùng Thành cho mình tiếp tục làm nhà cho em Sương nha. Cái màu xanh này sơn à, cấp hồi nãy thì Hạnh sơn giờ lên màu điệu đẹp anh ạ. Dạng chào cô. Đây dừng cái dắt chỗ này lại nè, chỗ này sẽ sàn nước. Hồi cấp hồi giờ nãy thì chưa có dừng, bây giờ mình sẽ dừng khung ra. Còn bên đây, ôi xin chào. Rồi, hello cô hả? Ai đào vậy? Chào em Biển. Em Biển ơi, được cô hỗ trợ thêm cái nhà vệ sinh. Giờ mình sẽ đào cái hộp nhà vệ sinh rồi mình mới xây. Cưa cây dừa ra luôn cho nó chắc. Cái chân gốc dừa rồi. Nhà Hạnh Thịnh rồi hết rồi nè, thì được cô Kim Dung thấy có một phòng thì tội nghiệp cho mấy các bé đó, thì cũng có bé gái lớn rồi, giờ phải tháo cái dách này ra nè, mình làm nối ra thêm một phòng nữa, rồi nhà vệ sinh ở đây ra 3 mét nữa, ngang qua 6 mét nữa. Thì Hạnh đã làm xong cái phần nhà của em Sưng hết nè, ra khuôn khổ hết rồi. Bây giờ thì được cô Kim Dung hỗ trợ thêm, bây giờ Hạnh sẽ mua kêu vật liệu thêm với sắt, rồi mình làm thêm ra một phòng mình nói ra với làm nhà vệ sinh nữa. Thì Hạnh sẽ kêu gạch với cát đá đâu lại nữa. Xin chào bà cô chú chị bạn. Hôm nay Hạnh đến ấp Ngã Năm, xã Ngọc Thành, thuộc huyện Nhân Nguyện, tỉnh Kiên Giang, lại tiếp tục lại nhà của em Xuân với em Biển. Thì hôm nay có niềm vui được cô Kim Dung ở Canada cô tài trợ nhà vệ sinh với thêm một phòng ngủ nữa. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú chị bạn cùng Hạnh vào trong đang coi thợ của Hạnh tiếp tục làm nhà cho cô. Thì ngày hôm qua thì mấy thợ của Hạnh đã làm xong cái ngôi nhà rồi nè. Rồi, chào em Sương. Dạ.
Rồi cái phần này thì mình làm đã hoàn thiện cái ngôi nhà này rồi, là được một cái phòng khách với một phòng ngủ. Wow. Rồi chạm biển, chạm anh Thắng với Cường. Sáng còn đào này nữa hả? Quang đào chưa đủ đó. Lúc đầu luôn rồi, đào lúc rồi. Giờ Cường sáng đào cái hầm nhà vệ sinh đang mình xây nè. Bên kia kìa, sẵn sàng xuống chơi xuống chút mình xây cho dễ. Ủa cúp điện hay gì mà sao bằng bình này? Hôm qua cái ngôi nhà mình dựng xong hết rồi, giờ mình ngưng lại tháo ra tiếp tục mà làm ra thêm một phòng ngoài này nữa. Giờ anh Phấn xây ra nè, xây gạch đằng anh cuốn nền nên mình lót gạch nữa, bỏ sắt vô câu vô nền. Nếu mình làm liền thì nó đỡ tốn chi phí hơn, bây giờ mình làm nối thêm á tốn hơn một chút nữa. Bỏ mấy cây vô mình câu lại anh Thoát. À cây. Vậy là mình cho cái cục gạch vô vừa chúng đó đó. Ừ. Rồi là trao nghe Cường xây dưới đó phải không? Còn anh Thoát xây trên đây. Chắc luôn ha, cây sắt chính giữa ha, ba cây mình câu vô nền. Anh Phấn thì xây cô cuốn cái dòng nền ở trên nè, còn Cường thì xây hầm nhà vệ sinh. Bữa nay là mình xây rồi luôn không Cường? Rồi. Rồi bắt đầu là ngày mai là mình tráng nền được á hả? Ngày mai là mình lắp le. Nhanh dữ. Lắp le cán nền.